Thưa quý vị và các bạn, một lần về thăm huyện An Phú, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận thấy hệ thống giao thông đường bộ kết nối với các địa bàn trong huyện còn yếu kém, người dân vẫn phải đi trên các cây cầu tạm đã xuống cấp. Vậy là ông đề nghị huyện rà soát lập dự án đầu tư xây dựng cầu giao thông, nhất là những cầu trọng điểm trên địa bàn. Để thực hiện, nguyên Chủ tịch nước đã kêu gọi sự hỗ trợ đóng góp của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang tham gia cùng với chính quyền địa phương triển khai xây dựng cầu nông thôn. Kể từ đó đến nay, những cây cầu chắc chắn đang được ráo riết dựng xây từ sự đóng góp công góp sức của rất nhiều cấp, nhiều đơn vị và cá nhân. Từ những cây cầu xuất hiện những câu chuyện thú vị về hai ông Tư Sang cùng xây cầu cho dân. Ông Tư Sang, tức ông Nguyễn Văn Sáng, hiện đã bước qua tuổi lục tuần. Những công việc từ thiện xã hội như cất nhà, xây cầu, làm đường đã gắn bó với ông từ thuở còn trung niên. Nhưng công việc mà ông tâm huyết và dành nhiều thời gian nhất chính là xây cất cầu bê tông ở vùng nông thôn. Ông cho biết hơn 10 năm làm công tác xây cầu, không quản bao nắng nôi mưa gió, ông Tư luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Nên lúc nào cũng nguyện dốc sức cùng anh em xây dựng quê hương. Và hôm nay, lời dạy đó của Bác còn được cụ thể hóa qua hành động việc làm của nguyên một lãnh đạo nước đã về hưu, nên ông càng cảm kích và quyết tâm thực hiện tốt công việc của mình. Chúng tôi xét thấy thì cũng như Tư Sang, Chủ tịch nước đã cống hiến cái cuộc đời mình cho non sông gấm dốc Tổ quốc, mà hôm nay đã về hưu rồi, đáng lý là an nhàn. Nhưng mà chú cũng, anh cũng còn phải lặn lội xa xôi xuống vùng địa bàn biên giới hầu để xây dựng quê hương. Qua cái cử chỉ cao đẹp, tôi rất mến mộ anh Tư và cũng tôn kính, thành thử muốn đáp lại cái sự nhu cầu của là mong muốn của anh Tư, thành thử chú Tư mới cố gắng miệt mài ngày đêm sát cánh của anh em đội thi công để thực hiện hết mình để sớm hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng trước thời gian quy định. Không chỉ đi đến từng cây cầu xuống cấp, tích cực vận động nguồn kinh phí xây dựng lại cho người dân huyện đầu nguồn An Phú, ông Tư Sang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang còn đến từng công trình đang xây dựng, kiểm tra thăm hỏi từng đơn vị, từng con người, nắm chặt tay người đồng tên gọi Tư Sang, nguyên Chủ tịch nước không ngớt lời khen ngợi và cảm ơn. Đúng là một cái con người cũng phải hết sức vì xã hội, mình không dám nói to vì dân vì nước, không phải vì sao vì cộng đồng, quý quá. Nên báo chí An Giang nó tuyên truyền ông này, rồi báo Nông Thôn Việt hay mấy anh em báo chí ở thành phố đó nó viết những con người này để cho người ta, để nó lan tỏa các địa phương khác, người ta cũng đang xin nông thôn mới giống như An Giang mình đó. Quý lắm mà, khó tìm, toàn tỉnh không biết được bao nhiêu dòng này, hiếm đâu có nhiều không, hiếm lắm. Nói là đó là cái phúc của người dân vùng biên giới An Phú của tỉnh An Giang. Và quá trình vận hành cũng như triển khai cái dự án cầu nông thôn Việt mà chú Tư Sang đã đứng ra khuyên góp làm nhà, vận động các nhà tài trợ để làm cái chương trình cầu nông thôn Việt này. Song song đó thì có cái những cái nhà hảo tâm và tấm lòng nhiệt huyết của những người dân An Giang, và cụ thể là cái đội thi công từ thiện của chú Tư Sang ở Thoại Sơn cũng nhiệt huyết đã đứng ra triển khai thi công. Do đó mỗi người, mỗi cái đơn vị, mỗi các đồng chí mà ở các địa phương đều có trách nhiệm cụ thể trong cái xây dựng cầu này. Không bao lâu nữa, những cây cầu dân sinh được hoàn thành, giúp người dân đi lại dễ dàng và tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế xã hội vùng biên giới ngày càng phát triển. Mỗi nhịp cầu khang trang chắc chắn không chỉ là mỗi nhịp nối những bờ vui, mà còn là mỗi nhịp yêu thương. Bởi ở nơi đó có quá nhiều sự chung sức chung lòng, mỗi người, mỗi đơn vị, không phân biệt giai tầng thứ bậc, đều hết sức hết lòng vì nước, vì dân.